Hello, kính chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết, năm 2020 và 2021 là một năm khởi đầu, đánh dấu một bước đột phá trong thị trường tài chính phi tập trung. Đặc biệt là sàn Binance, họ ra cái network là Smart Chain PEP20, được rất nhiều các nhà đầu tư, các trader đón nhận. Bởi sự thuận tiện trong giao dịch cũng như là giảm được rất nhiều các chi phí khi giao dịch. Nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những dự án scam hay còn gọi là lừa đảo. Vậy thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để nhận biết một số dự án scam trên cái network Smart Chain PEP20. Trước khi đi vào cái phần nội dung thực tế thì ở đây có 5 cái ý chính quý vị có thể xem qua để kiểm tra một dự án scam. Quý vị có thể kiểm tra 5 cái ý chính này. Thứ nhất, không có thông tin về đội ngũ phát triển của dự án. Thứ hai, không có sản phẩm hay lộ trình phát triển cụ thể. Thứ ba, những dự án scam thường thiếu kênh giao tiếp với nhà đầu tư. Thứ bốn, không được kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Thứ năm, khi có quá nhiều người bàn tán và mời chào quý vị. Bây giờ chúng ta cùng đi vào cái phần nội dung chính là kiểm tra thông tin về một cái dự án mà họ mới phát hành cái token trên cái PEP20. Rồi, thì cái phần thứ nhất là thông tin về đội ngũ phát triển của dự án. Thông tin này quý vị có thể lấy ở đâu? Quý vị biết đến dự án thì quý vị phải biết đến cái địa chỉ domain hay còn gọi là website của họ. Đó. Thì ví dụ ở đây tôi sẽ lấy cái địa chỉ domain này, moonkitty.club. Ở đây tôi chỉ ví dụ thôi nha, chứ tôi không nói đến cái dự án này nó có tốt hay xấu. Ok. Đầu tiên là quý vị có một cái địa chỉ domain. Đó, thì bây giờ tôi sẽ copy cái địa chỉ domain này tôi xem. Ở đây tôi sẽ vào cái wu.y và tôi dán nó vào đây để xem cái domain này, xem là có khai thác được cái thông tin gì không. Thường thì tất cả những cái token, những cái sàn DeFi thì quý vị cũng sẽ không khai thác được gì ở cái phần này đâu. Nhưng để cho đầy đủ cái phần thực hành, tôi sẽ đi từng bước một. Đây, ví dụ tôi check cái địa chỉ domain của cái dự án này, Moonkitty Club này. Đó. Đây. Không có cái thông tin gì quý vị có thể khai thác được ở đây cả. Ngoài cái thông tin là thời gian đăng ký là 21 tháng 5 năm 2021. Thời gian hết hạn 21 tháng 5 năm 2022. Đó. Tức là cái domain này họ chỉ đăng ký hoạt động trước mắt là chỉ có một năm thôi. Đó. Rồi. Tôi không khai thác được cái thông tin gì cả. Ok, tôi sẽ trở lại cái trang chủ. Và tôi sẽ kiểm tra xem là đội ngũ phát triển dự án họ có công khai không. Đó. Thì tất cả nó ở cái trang chủ của cái dự án. Tôi sẽ tìm ở đây. Rồi. Ở đây, thông tin về đội ngũ phát triển của dự án là không có nhá. Ok chưa? Thông tin về đội ngũ phát triển. Rồi. Về cái phần lộ trình phát triển là cái phần thứ hai này. Đây, tôi sẽ kiểm tra xem là cái lộ trình. Lộ trình là cái map này này. Đây. Thì đây là cái lộ trình. Quý 2 này, quý 3 này. Quý 2 là website sẽ khởi chạy này, rồi là nít lên sàn Pancake này.
rồi là lít lên CoinMarketCap hoặc CoinGecko này, rồi là quý 3 sẽ lít lên sàn tập trung nào đó chẳng hạn này, rồi là ra game, ra LFT này, phát triển thêm các đối tác mới. Rồi thì ở cái phần thứ hai này là cái lộ trình. Nếu một dự án mà rõ ràng cụ thể thì nó sẽ có đầy đủ hơn. Còn cái lộ trình như thế này thì nó cũng chỉ là chung chung thôi. Đó, nó chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái phần thứ ba. Là cái kênh giao tiếp với cái nhà đầu tư. Ok. Đây. Tôi sẽ tìm xem. Đây, kênh giao tiếp với nhà đầu tư thì ở đây họ chỉ có một là Twitter, hai là Telegram. Nếu mà để tôi nhận xét về cái dự án này thì nó quá ít. Có hai cái này thôi thì nó quá ít. Ít ra nó cũng phải có thêm một số thông tin như là trên Medium hoặc là thông tin về cái Zipbook, Smart Contract trên Zipbook nữa, hoặc là một số mạng xã hội nữa. Rồi thì bây giờ tôi sẽ vào cái Twitter này xem này. Đây thì ở đây có thể là dự án họ mới phát triển lên là cái lượng người theo dõi ở đây này có hơn 1.000 người thôi, khoảng 1.500 người đó. Rất ít. Rồi tôi sẽ tắt cái này đi. Rồi tôi kiểm tra Telegram này, tôi sẽ vào Telegram luôn. Rồi Telegram ở đây chưa đến 1.000 người, chưa đến 1.000 người thì như đánh giá của tôi thì cũng quá ít member. Thử join vào group này. Ok, group ở đây cho chat cũng như là cho hỏi tự do. Rồi thì quý vị có thắc mắc gì về cái thông tin dự án, quý vị cũng có thể trao đổi trực tiếp ở đây với cái thằng OL này hoặc là thằng admin, quý vị khai thác tìm hiểu tất cả các thông tin đó. Còn nếu mà cái group này này mà nó không cho hỏi tự do, không cho chat tự do thì quý vị cũng nên né ngay, không cần phải tìm hiểu làm gì cho mất thời gian cả đó. Rồi để tôi sẽ thoát khỏi cái này ra. Ok, tôi tắt cái này đi. Rồi đã xong cái phần kênh giao tiếp với nhà đầu tư. Rồi về cái phần kênh giao tiếp, mạng xã hội quá ít, quá ít nhà đầu tư đó. Cái phần thứ 4 là chưa được kiểm chứng. Cái này là cái smart contract. Đây thì tôi sẽ vào cái địa chỉ bscscan.com và tôi đánh cái mã token của cái trang này. Môn này. Không đúng mail này. Mail OVK.
Rồi tôi sẽ chọn một cái token khác đi. Rồi. Thì quý vị để ý ở đây. Quý vị hãy vào cái địa chỉ BSC Scan. Đây là cái địa chỉ để quý vị có thể truy xuất kiểm tra lịch sử trạng thái giao dịch. Đặc biệt là quý vị có thể kiểm tra được cái smart contract mà nó chạy trên cái smart chain BEP20. Thì ở cái ô tìm kiếm như thế này, tôi sẽ đánh cái mã token vào. Thì quý vị đánh vào nó sẽ quý vị chờ mấy giây nó sẽ hiện ra cái danh sách dưới dưới này. Đó. Thì quý vị để ý này. Thường một cái smart contract mà nó được chính BSC Scan kiểm chứng thì nó sẽ có cái dấu tích chữ V trong cái ô tròn màu xanh này. Đó, quý vị lưu ý nhé. Cái này là được chính BSC Scan họ kiểm chứng smart contract. Đó. Còn những cái mà nó không có như thế này này là chưa được BSC Scan kiểm chứng. Ở đây tôi chưa nói đến kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Kiểm chứng bởi một bên thứ ba thì nó lại khác. Đó. Rồi ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái token là Moonminer là cái thứ hai. Thì quý vị cũng để ý luôn. Thường một cái token nó được phát hành và được đưa lên BSC này thì nó phải có một cái địa chỉ domain ở phía dưới. Đây. Ví dụ cái thằng này là moonminer.org. Còn cái saphermoon là cái địa chỉ domain đây này. saphermoon.net. Đó. Còn trường hợp mà nó không có cái địa chỉ domain thì quý vị cũng cần phải cân nhắc không nên tham gia vào làm gì cả. Mất thời gian ra. Thậm chí là rồi mất tiền. Đây, rồi tôi sẽ chọn cái moonminer này đi. Rồi, bây giờ quý vị tìm đến từ contract. Ở đây tôi sẽ copy cái contract này xem là cái contract nó đã được kiểm chứng bởi một bên thứ ba chưa. Đó, tôi sẽ dán vào cái ô tìm kiếm này. Tôi chọn tìm kiếm. Rồi, quý vị chọn đến cái từ contract. Đây, thì nó có cái dấu tích màu xanh. Tức là cái token này nó đã được kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Đó. Và quý vị lưu ý, kiểm chứng bởi một bên thứ ba nó khác với lại kiểm chứng bởi BSC Scan như cái bước trước mà tôi đã chia sẻ. Đó. Rồi. Audit bởi một bên thứ ba. Cái phần thứ năm này, khi có quá nhiều người bàn tán và mời chào thì cái này tôi không cần phải bàn đến. Tôi sẽ đi sâu về cái smart contract. Rồi, thì như ở Telegram, trường hợp mà quý vị vào được Telegram của một cái dự án mà quý vị tham gia thì quý vị có thể hỏi hoặc xin họ cái địa chỉ zip smart contract mà nó ở trên ziphook.com đây này. Hoặc quý vị cũng có thể tìm trực tiếp trong cái địa chỉ website của họ, họ sẽ có. Nhưng ở thằng này là không có, họ không công khai. Và cái việc không công khai cái ziphook cũng là một điều hạn chế rồi. Thậm chí là rất hạn chế. Quý vị cũng phải cân nhắc không nên đầu tư vào những cái token mới phát hành mà nó không công khai cái ziphook này. Ví dụ ở đây tôi sẽ sử dụng cái ziphook của thằng PancakeSwap. Thì đây là một cái sàn lớn cũng như là được sự chống lưng từ phía sau
thì quý vị cần tìm đến cái hàm mixRate. Đây, tôi sẽ tìm đến cái hàm mixRate. Đây. MixRate nó là cái hàm mà thường là các sàn lớn họ sử dụng để nâng cấp, để di chuyển. Như của thằng Pancake này, họ nâng cấp từ bản V1 lên V2 thì họ cần đến cái hàm này. Đó. Cái hàm MixRate này. Quý vị để ý đây. Còn những cái token mới mà họ phát hành trên cái network BEP20 này mà quý vị vào cái zip hook, quý vị kiểm tra có cái hàm MixRate này này, thì quý vị cần phải cân nhắc không nên tham gia vào cái dự án mà nó có cái hàm này. Bởi vì tất cả các dự án scam mà còn cái hàm này này rất dễ bị rút pool. Và quý vị sẽ bị mất hết các coin, các token khi quý vị tham gia những cái dự án mà nó còn cái hàm MixRate này. Thì thường cái hàm MixRate này nó ở cái thư mục mastercheck.son. Đó. Nếu một dự án đàng hoàng thì nó sẽ công khai cái zip hook này. Còn một cái dự án nó chưa có rõ ràng thì họ sẽ không công khai cái code trên cái trang zhiphook.com này. Đó. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị vào cái BSC scan, quý vị có thể kiểm tra cái smart contract của nó. Rồi, ví dụ tôi thử nhập một cái mã token vào đây. Tôi chọn một cái token khác xem nào. Thì quý vị sẽ thấy rằng ở đây là cái tổng cung. Thường là cái tổng cung mà nó chẵn như thế này. Tức là cố định. Đó. Cố định nha, tổng cung cố định. Quý vị tham gia những cái token mới phát hành thì quý vị cũng cần phải quan tâm đến cái tổng cung này. Có nhiều cái token phát hành họ ăn theo cái Pancake hoặc là cái BlackBerry thì họ cái tổng cung này, này của họ không có cố định. Đây, ví dụ tôi sẽ vào cái tổng cung của thằng Black đi. Quý vị để ý đến cái Total Subni, đây là một cái tổng cung không có giới hạn. Nhưng mà những cái thằng này, cách với Bách này là những cái token lớn, những sàn lớn, thì có thể quý vị không cần quan tâm đến cái này, bởi vì họ còn stake, rồi là đào, rồi ADLP. Đó. Còn những cái token mà mới phát hành, họ chỉ là dạng ăn theo thôi. Nên quý vị cũng cần phải quan tâm đến cái thằng này. Total Subni này. Vậy thì để làm sao mà kiểm tra được cái này nó chính xác là giới hạn hay không giới hạn. Đó. Thì quý vị cũng lấy cái con check này và dán nó vào ô cái tìm kiếm đây này. Rồi, quý vị tìm đến cái từ con check, chọn vào cái code này. Quý vị có thể copy toàn bộ cái code đầu tiên. Rồi quý vị vào cái Microsoft Word, quý vị dán toàn bộ code vào đây. Rồi quý vị Ctrl F tìm kiếm
đến là cái Toto Supply. Quý vị đánh đúng này, Toto Supply, để kiểm tra cái tổng cung của nó này. Đó. Tìm này, tìm tiếp này, tìm này, tìm tiếp này, tìm tiếp này. Đây, quý vị chỉ cần để ý đến cái này, Toto Supply bằng Toto Supply.app. Thì đây là một cái token được phát hành trên Smart trên BEP20 với nguồn cung là không giới hạn. Đó, quý vị sẽ thấy nó có cái từ app đây này. Đó. Rồi bây giờ trở lại với lại cái trang BSC Scan. Và cái phần tiếp theo, tôi sẽ tìm một cái token khác. Tôi cũng kiểm tra xem là cái này tổng cung của cái này thì ở đây là cố định này. Đó, rồi tôi sẽ copy cái contract này và xem là tìm kiếm này, chọn vào contract này. Rồi ở đây contract thằng này là đã được xác minh bởi một bên thứ ba này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái code này, rồi tôi sang cái WordPress. Tôi sẽ dán nó vào đây, chọn tìm kiếm này, chọn gõ là Toto Supply này. Rồi thì cái thằng này đúng là cái tổng cung của nó có giới hạn. Ok, tôi sẽ tìm một cái thằng khác chẳng hạn. Thì quý vị cũng cần lưu ý một số vấn đề khi quý vị kiểm tra token ở cái trang BSC Scan này. Đó, đây là tổng Toto Supply, tổng cung là giới hạn này, thường là nó có một cái số chẵn. Rồi, địa chỉ, số người đang nắm giữ, số lượt giao dịch này. Tiếp theo là cái thông tin website, đó, cái này cũng quan trọng nha. Quý vị chỉ cần vào cái website này để kiểm tra tất cả các thông tin. Đó. Thông tin về đội ngũ phát triển này, lộ trình phát triển này, rồi là thông tin về các mạng xã hội này. Đó. Rồi. Ở phần bên dưới này là thông tin của các mạng xã hội. Đó. Như trên Reddit này, Twitter này, Zipbook này, LinkedIn này, Bitco này, coi market cup, coi Bitco. Rồi đó, thì như cái thằng này này, đây là một cái token, nó có rất nhiều các thông tin. Đó, thì có khả năng cái thằng này là quý vị có thể xem là được này. Đó, nó phải có nhiều cái thông tin như thế này của quý vị, vào đó quý vị kiểm tra. Đây, tôi sẽ vào Twitter chẳng hạn. Rồi, nhưng mà thằng này Twitter thì cũng chỉ có 29 người theo dõi thôi. Đây là một cái Twitter này thì nó cũng đã bị thay đổi rồi này, không còn chính xác. Một dự án chết. Đó, nhiều thông tin thật nhưng mà một dự án không còn. Đó, thì trên đây là cách để xem smart contract cũng như là kiểm tra một dự án mới được phát hành và chạy trên cái nền tảng Smart Chain BEP20. Thì quý vị có thể áp dụng những cái kiến thức từ cái video này cho bất cứ một dự án nào hoặc bất cứ một cái network nào. Quý vị có thể áp dụng vào các network
mà các token họ phát hành trên cái nền tảng ERC20 hoặc là TRC20 hoặc là SOL, vân vân. Thì tôi hy vọng rằng qua video này, quý vị sẽ tránh được những cái tổn thất, tránh được những cái rủi ro, tránh được lừa đảo khi quý vị tham gia vào các dự án mới phát hành các token trên cái nền tảng tài chính phi tập trung. Tôi xin kết thúc video tại đây.